Đây là một đứa trẻ hung dữ nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy nhìn bố bị giết ngay trước mặt nhưng không thể làm gì. Cậu bé liền bộc phát sức mạnh, ba cái móng vuốt đâm ra khỏi da. Cậu bé này chính là một người sói. Cậu nhìn hung thủ giết bố mình, điên cuồng lao đến đâm ông ta. Móng vuốt cứ thế cắm thẳng vào người. Trước khi chết, ông ta nói với cậu: "Con trai à, ta mới chính là bố ruột của con." Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, dơm trở nên hoảng loạn, chân trần chạy một mạch ra ngoài. Anh họ Victor đuổi theo cậu, nói họ là anh em ruột, sau này chúng ta sẽ bên nhau, không còn những ngày tháng trước nữa. Từ đó hai người nương tựa vào nhau, họ chạy đến Mỹ. Vì cả hai đều có năng lực tự phục hồi và đều có thể mọc vuốt, nên năng lực chiến đấu cực kỳ giỏi. Hai người tham gia quân đội, cùng vượt qua hai lần chiến tranh thế giới, chiến tranh Việt Nam, kháng Nhật. Victor cũng không phải người tốt gì, hắn là người có xu hướng ngược đãi. Trong một lần làm nhiệm vụ, hắn không chỉ giết người mà còn định hấp dẫn phụ nữ. Điều này là vi phạm kỷ luật. Hắn không nghe khuyên, còn giết cả đồng đội. James vì khuyên hắn mà cũng bị bắt, bị hạ lệnh xử bắn. Nhưng đạn thường chắc chắn không giết được họ. Quân đội đành giam họ lại. Đại tá Stryker xuất hiện, muốn tuyển hai người họ, muốn mời hai người tham gia biệt đội X-Men. Hai người không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Vậy là họ ngồi lên máy bay của Stryker, cùng những thành viên khác đi châu Phi làm nhiệm vụ. Lúc này một tên vừa lau kiếm vừa nói: "Vì các thành viên ai cũng có khả năng riêng, nên không ai phục ai cả. Nhưng không quan trọng lắm. Những người này đúng là cũng có chút bản lĩnh. Nhìn đặc công Zero này xem." Là một đặc công xuất sắc của Mỹ. Rồi nhìn người một tay hạ xe tăng này, đương nhiên kiêu ngạo nhất vẫn là tên song đao chặt đạn này. Mọi người tấn công lên tầng, làm tên trùm sợ tái mặt. Hắn nói chỉ cần không đem tôi đi, kim cương các người cứ lấy. Stryker nói tôi không cần kim cương, thứ tôi cần là hòn đá này. Tên trùm ngơ người ra, hắn đồng ý giúp Stryker. Dựa theo manh mối tên trùm nói, họ đến một thôn nhỏ. Đến nơi thì bắt một người tra hỏi một hồi, biết được hòn đá này từ trên trời rơi xuống là thiên thạch. Nhưng Stryker không tin, nói là rơi từ trên trời xuống thì khó tin quá, mau khai ra tìm nó ở đâu được, không thì đừng hòng sống. Nghe thấy thế, Victor và Deadpool rất vui, họ nhìn nhau cười. Sau đó bắt đầu hạ sát cả làng. James không đồng ý, không nên giết người như thế. Anh ngăn Victor lại, sau đó nói việc này em không làm nữa. Giờ em sẽ đi, anh có đi không? Victor đương nhiên không muốn đi, giết người là niềm vui của hắn mà. Sau đó James rời đi một mình. Vài năm sau, James đã sống an ổn rồi, còn có một người vợ xinh đẹp là Silver. Nhưng cuộc sống yên bình của anh chưa kéo dài được bao lâu. Stryker và đặc công Zero tìm ra James. Ba người lâu không gặp lại. James vừa ngậm điếu thuốc thì Zero bắn một phát. James không vui: "Anh bắn điếu thuốc của tôi làm gì? Nó đắc tội với anh à? Sao anh cục xúc thế hả?" Stryker liền ra mặt giải hòa, rồi nói với James: "Một thành viên của tổ chức bị giết." James nói: "Việc đó liên quan gì đến tôi? Tôi không muốn tham dự vào chuyện của các người." Nói xong lái xe rời đi, không thèm quan tâm gì. Tôi đón vợ tan làm, nói cho cô biết chuyện Stryker tìm mình. Silver bảo đừng quan tâm, đừng để hắn ảnh hưởng cuộc sống của mình. Nhưng sao có thể không ảnh hưởng? Ngày hôm sau thì xảy ra chuyện. James đang làm việc thì ngửi thấy mùi nguy hiểm. Con sói bị giết, vết cào trên thân cây. Toang rồi, chắc chắn Victor đến rồi. Sau đó lập tức chạy đi, nhưng vẫn muộn một bước. Silver đã bị giết, hung thủ đương nhiên là người anh Victor. Buổi tối, James tìm đến Victor, không nhiều lời lập tức lao vào đánh nhau. Nhưng có lẽ lâu không chiến đấu nên không được linh hoạt lắm, bị Victor đánh một trận, vuốt cũng bị anh trai giẫm gãy. Lúc hôm nay anh bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ hỏi xảy ra chuyện gì. Y tá nói là đánh nhau ở quán bar, hình như bị đâm khá nghiêm trọng. Cởi quần áo ra, vết thương trên người đã lành hết rồi. Bác sĩ nói: "Đùa tôi à, nghiêm trọng cái gì chứ? Vợ tôi đánh tôi còn nặng hơn thế này luôn đấy." James tỉnh lại, Stryker đang đứng bên ngoài. James rất tức giận, ông vừa xuất hiện thì vợ tôi đi giết. Hắn nói rằng hắn không hề liên quan đến việc đó. Hắn hỏi anh là có nhớ lần trước đi châu Phi tìm viên đá không. Hắn đã tìm thấy rồi, đi với hắn sẽ giúp anh đánh bại Victor. James cùng hắn đến phòng thí nghiệm. Viên thiên thạch mà hắn tìm được đã được điều chế thành adamantium. Đây là một kim loại gần như không thể phá hủy. Chỉ cần đưa nó vào cơ thể James, năng lực tự chữa lành của anh kết hợp với adamantium, đừng nói là giải quyết Victor, muốn làm gì cũng được hết. Thí nghiệm bắt đầu, adamantium được dẫn vào cơ thể James, cơ thể phản ứng mãnh liệt, sau đó tim anh ngừng đập. Nhưng James nhanh chóng hồi phục, thí nghiệm thành công. Nhưng Stryker không muốn để James rời đi, nên ra lệnh xóa ký ức của anh, muốn dùng gen của anh tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Stryker lại có chút bất cẩn, hắn không thể ngờ James cũng nghe thấy lời hắn nói. Bởi vì bản năng của anh là một loài sói, tai anh cực kỳ thính. James vùng dậy trông cực kỳ đáng sợ. Mọi người muốn ngăn James lại, nhưng giờ James đã trở nên bất tử. Có thể nói là muốn là gì thì làm đấy. Thoát khỏi căn cứ, nhảy xuống thác nước, cuối cùng được đôi vợ chồng giả cho ở nhờ. James ở đó một đêm. Stryker đương nhiên không muốn tha cho James. Phái đặc công Zero đến tấn công.
có cả máy bay và pháo cỡ lớn truy đuổi. Nhưng chúng không phải đối thủ của James, nên nhanh chóng bị xử lý. James cho nổ máy bay rồi rời đi. Anh bước đi trông rất ngầu lòi, hành trình báo thù của người sói bắt đầu từ đây. James tìm đến đồng đội cũ. Anh ấy nói rằng nếu muốn tìm Stryker thì phải hỏi Fred. James tìm đến Fred hỏi manh mối. Đương nhiên hắn không nói. Nói nhẹ thì không nghe, cứ thích anh phải đấm cho vào mõm. Cuối cùng hắn nói với James, hãy đi tìm Squad, hắn sẽ đưa anh đến căn cứ bí mật. Fred còn tiết lộ kế hoạch của Stryker, đó là dùng dị nhân làm thí nghiệm, tập hợp hết các loại năng lực vào một người, dùng dị nhân diệt dị nhân. James nhanh chóng tìm ra Squad. Hai người nói vài câu thì mất vui. James bị một lá bài đánh bay. Sau khi bị đánh thì vô tình gặp Victor, kẻ thù lâu ngày gặp lại. Squad vẫn còn muốn lải nhải thì lại bị ăn một cùi chỏ. James đã không còn là James của ngày xưa nữa. Nhưng Victor thì vẫn vậy, đánh vài chiêu thì bị James áp chế. Vừa định giải quyết Victor thì Squad đánh bay cả hai. Victor nhân cơ hội chạy thoát. James thấy Victor chạy mất thì tức giận, đành chút giận lên Squad. Đúng là giận cá chém thớt. Bắt lấy Squad, biết được James tìm Stryker để trả thù, Squad vui vẻ đồng ý đưa anh đến căn cứ bí mật. Một lần nữa lẻn vào căn cứ, Stryker đợi đã lâu, nói hết chân tướng cho James. Thật ra mọi thứ quanh anh đều là giả, vợ anh cũng là do tôi sắp xếp, cô ta cũng là dị nhân, có thể thông qua tiếp xúc khống chế người khác. James nghe xong vô cùng thất vọng, nếu như đã không phải vợ thật lại còn chưa chết, vậy còn báo thù cái gì chứ, lượn thôi. Sau đó quay người rời đi. Silver nói với Stryker, đại tá, tôi đã làm theo những gì ông dặn, mau thả em gái tôi ra. Hóa ra mọi người đều bị Stryker khống chế, đều có điểm yếu trong tay hắn. Nhưng Victor đâu phải người dễ bắt nạt. Hắn nói với Stryker là giờ tôi không đánh lại James, tôi không cam tâm, tôi cũng muốn cải tạo. Stryker không đồng ý, cơ thể anh không chịu được thí nghiệm này. Silver đã nhìn thấu lời nói dối của Stryker, cô nói là ông chỉ lợi dụng chúng tôi thôi. Nói xong liền rời đi, nhưng lại bị Victor ngăn lại. James nghe thấy tiếng hét của Silver thì lập tức đến, xông vào đánh nhau với Victor một trận. Victor bị đánh bại. Sau đó James và Silver đến nơi giam giữ dị nhân rồi thả hết họ ra, trong đó có cả em gái Silver và cả người một mắt trẻ tuổi. Mọi người chuẩn bị rời khỏi căn cứ, nhưng chưa ra ngoài đã bị Deadpool chặn lại, chỉ có thể chia ra hành động. James một mình đối đầu với hắn. Silver đưa mọi người đi tìm đường khác. Trận đánh không hề cân sức chút nào. Hắn đã được cải tạo rất nhiều, tập hợp nhiều năng lực trên người, đương nhiên sẽ mạnh hơn. Hắn đánh cho James thảm hại. Lúc nguy cấp thì Victor xuất hiện cứu James. Stryker cuối cùng vẫn cứng đầu, bắn một phát vào đầu James, làm cho James mất trí nhớ luôn. Phần 1 đến đây là kết thúc. Các bạn đón chờ phần 2 nhé.